Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, công tác phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà chung cư, nhà cao tầng đã từng bước được chú trọng. Tuy nhiên thì vẫn có không ít các sự cố chập cháy xảy ra do tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân. Và điều này đòi hỏi lực lượng bảo vệ tổ chức chữa cháy tại chỗ phải chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa để giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra do cháy nổ gây lên. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Hà Nội. Tòa nhà chung cư này có quy mô 36 tầng với tổng số 383 căn hộ. Khu vực tầng hầm có hàng nghìn xe máy, ô tô. Nhận thức được nguy hiểm tiềm ẩn về cháy nổ, thời gian qua, ban quản lý tòa nhà chung cư đã phối hợp với lực lượng công an thường xuyên kiểm tra, thay mới các thiết bị về phòng cháy chữa cháy. Tại khu vực tầng hầm, ngoài máy bơm, hệ thống báo cháy tự động, tòa nhà còn trang bị bình chữa cháy, các dụng cụ phá rỡ ngay ở vị trí bảo vệ làm việc. Ví dụ như là khi mà xảy ra cháy. Đối với cái thiết kế cái tòa nhà từ những cách đây hơn 10 năm, chúng tôi đã rất chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy. Nên là ngay từ trước khi mà dân cư vào ở đây thì chúng tôi cũng đã liên hệ trực tiếp với là thành phố Hà Nội, công an thành phố Hà Nội cũng như là công an phường địa phương thường xuyên diễn tập cũng như là tập huấn cho các cán bộ để vận hành rất là chu đáo, chi tiết. Nên là việc an toàn ở cái tòa nhà New Sky hầu như là tuyệt đối về phòng cháy chữa cháy. Để chủ động trong việc phát hiện, xử lý đám cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của tòa nhà cũng đã được tập huấn, trang bị các kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Nhờ vậy, mà dù tập trung dân cư đông đúc, nhưng tòa nhà chưa xảy ra các sự cố về cháy nổ, hỏa hoạn. Đối với lực lượng của tòa nhà phòng cháy chữa cháy của mình là gồm 25 người. Và theo ca thì bọn mình có 2 ca trực để ở trong tòa nhà này. Và sẽ thay đổi ca nhau trong ca kiếp trực và sẽ bàn giao cho mỗi người những vị trí riêng để xử lý các khu vực vị trí mình quản lý để phối kết hợp với lại các anh em để cùng với nhau để xử lý tình huống tốt nhất. Các cái bình bột mà được trang bị tại các cái khu vực mà để chữa cháy thì đều được cái đơn vị quản lý vận hành người ta kiểm tra thường xuyên để đảm bảo là cái lượng khí. Theo như tôi được hiểu là đảm bảo cái lượng khí trong bình là lúc nào cũng đủ ổn định để xử lý. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, thời gian qua, Công an quận Hà Đông đã triển khai một số mô hình phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư như khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, mô hình phòng cháy chữa cháy trong trường học. Công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được tăng cường, qua đó góp phần làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân. Hà Đông thì cái xây dựng nhà cao tầng này phát triển rất là nhanh và cái số lượng và mật độ nhiều hơn cả các địa phương khác. Thế và trong nhà cao tầng thì vấn đề phòng cháy chữa cháy rất là cực kỳ phức tạp. Tuy là tất cả các cái tòa nhà đã được trang bị những hệ thống phòng cháy tương đối hoàn hảo, kể cả từ báo cháy, chữa cháy cho đến hệ thống thoát khói, hệ thống thoát nạn. Thế nhưng ở trong những tòa nhà đấy, người dân của chúng ta, những người dân sinh sống ở trong các tòa nhà đó thì thường ý thức cũng chưa được cao. Do vậy là có rất là nhiều trường hợp đã xảy ra cháy nổ, xảy ra những sự cố rất là đáng tiếc do sự bất cẩn, sự thiếu ý thức của người dân. Sau một thời gian triển khai tuyên truyền, nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ đã có những chuyển biến rõ rệt. Đây là cơ sở để quận Hà Đông cũng như thành phố Hà Nội nhân rộng hơn nữa các khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, từng bước đẩy lùi nguy cơ cháy nổ trên địa bàn.